Sáng nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (VNG) tổ chức chương trình Trao yêu thương Xuân Sum vầy tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 140 xuất quà, một số trị giá 500.000 đồng tiền mặt cho các hộ gia đình đồng bào cơ tu, phụ nữ đơn thân và bà con nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại các thôn Tà Lan, Giàng Biến, Hòa Nam thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Thông qua đó góp phần mang đến cho bà con một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn hơn.